cái người mà có cái trái tim có sức ấm. Ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh, do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đây chào bạn. Và xin mời bạn nữ. Trời ơi, xinh xắn quá. Thôi, mời ngồi. Bây giờ đàn trai mình giới thiệu cho đàn gái nghe đi. Dạ, mình tên là Nguyễn Duy Phương. Năm nay là mình 30 tuổi. Sinh ra ở vùng đất Long An và đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Làm ở quận mấy thành phố Hồ Chí Minh? Mình đang công tác tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Duy Phương làm nghề gì? Mình đang làm bên ngành xây dựng. Mình làm bên mảng kỹ sư an toàn. Kỹ sư an toàn. Rồi, Duy Phương làm kỹ sư, mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào khán giả trường quay cũng như khán giả truyền hình ạ. Em là Nguyễn Thị Lan Anh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang sống và làm việc ở quận 7. Lan Anh làm gì quận 7 Lan Anh? Dạ, em là kế toán văn phòng ạ. Kế toán văn phòng, một bên là kỹ sư. Bây giờ mình cho biết một ít cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi Lan Anh. Về cái ưu điểm của em á, là người biết lắng nghe. Em thích chơi thể thao. Chơi thể thao khá tốt và khiêu vũ, nhảy múa. Khiêu vũ, nhảy múa. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em dễ khóc ạ. Nhiều khi em ngồi em suy nghĩ rồi vậy tự nhiên em cũng khóc nữa. Vậy là một chiếc lá vàng rơi cũng làm em rơi lệ đúng không? Em còn một khuyết điểm nữa là khi em làm việc á thì có thể em quên mọi thứ, có thể em bỏ bê luôn cả bạn trai đó. Là khuyết điểm của em. Rồi còn bạn trai, ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì ha? Ưu điểm của mình thì là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng biết chút đỉnh về công việc nấu ăn. Nói chung là cuộc sống mình là cuộc sống tự lập. Này cũng sống xa gia đình này cũng hơn 10 năm rồi. Thôi bây giờ mình chia sẻ một chút cái đường tình duyên của mình lận đận sao đó. Trước khi mình chia sẻ thì mình muốn hát tặng một bài hát nói về Long An, tôi yêu. Một bài hát được mang tên là Dòng Sông Quê Em. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chành nhớ. Ơi dàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi nay đuổi mấy xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Hay. Thôi vô đó được rồi, bây giờ là bạn gà nữ. Đúng rồi. Có thể hát đáp một bài nào đó cho nó vui không nào? Em sẽ hát bài bài Bùa Yêu. Yêu. Dạ. Có nhảy không? Dạ có ạ. Thôi thế này nè, vậy thôi chút xíu đi. Mở rào đi. Chút xíu mở rào, em hát em nhảy để giao lưu với đối phương ha. Đúng rồi. Vậy đi. Bây giờ mình em nói về một tí xíu về cái tình trường của mình. Đúng đi. Rồi. Dạ. Yêu đương sao nè? Dạ em có một mối tình chính thức đã qua rồi cách đây 4-5 năm rồi. 4-5 năm. 5 năm. Dạ. Hồi đó là sinh viên. Em và bạn trai cũ có yêu nhau được 2 năm. Thì trong 2 năm đó thì em cũng nhận ra một điều là bạn trai cũ của em vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của bạn anh. Dạ. Thế là chia tay. Dạ, vậy là em quyết định ra đi. Từ đó đến nay thì em vẫn chưa có một mối tình nào. Mấy năm rồi? Dạ, 5 năm ạ. 5 năm rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng đàn trai nè, có mấy mối tình? Chào anh. Có mấy mối tình rồi, kể cho chị Nam Thư nghe đi. Chào chị Nam Thư, em thì có một mối tình cách nay cũng khoảng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Mối tình nó dài không? Cũng dài. Dài mấy năm? Cũng 4 năm. Rồi sao chia tay? Chung là do cái khoảng cách công việc, mỗi người có một công việc riêng. Thứ hai nữa là trước là mình làm công ty bên về lắp dựng, đi công trình. Có thể vài tháng ở Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước,
rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó. Tại vì khoảng cách nó xa vậy. Nên bây giờ mình nếu mình có người yêu mới thì mình có đi xa vậy hoài nữa không? Cách lòng nữa không? Như na hiện tại là mình cũng đang làm tại thành phố Biên Hòa. Thì khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa cũng rất là gần. Bây giờ hình mẫu chi tiết của bạn á, về một cô gái mà mình thực sự mơ ước hoặc mong muốn là gì? À, mình thích là người phụ nữ truyền thống, một cái móc tóc dài, mặt tròn tròn, người vui vẻ, biết chia sẻ, người hiểu, nói chung là hiểu tâm lý. Thích cô gái vui vẻ ha. Hồi mở màn lên cổ sẽ hát bùa yêu thử xem vui vẻ không. Em nãy giờ em nghe rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em nói cho bên kia biết là cái hình mẫu mà một người đàn ông em mong muốn là như thế nào? Dạ. Cái hình mẫu người đàn ông em mong muốn là em không có đặt vấn đề nhiều về ngoại hình, chỉ cần cao trên mắt sao lông. Dạ, ngoại hình ưa nhìn xuống là được. Nhưng mà cái điều em quan tâm về người đàn ông của em là cái người mà có cái trái tim, có sức ấm. Ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh. Đàn gái cũng dễ thương, đàn trai cũng chững chạc. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao. Đúng rồi. Lan Anh, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, hôm nay em đến với chị gái họ của em ạ, là chị Lý. Dạ, anh chào chị. Xin chào anh Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị. Chị thấy sao? Bên đàn trai sao? Điều đầu tiên nhìn là chị cảm thấy rất là khỏe mạnh. Và cũng được. Chị thấy tính này nãy giờ nó qua nó lại có hợp với em gái chị không? Chị thấy cũng tạm ổn. Hy vọng là hai người sẽ kết duyên được với nhau. Dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với dì và một người em gái. Dạ. Rồi, dì cũng như mẹ ha. Thôi, chào dì. Chào Quyền Linh và Nam Thư và khán giả trong khán phòng. Thấy em bên đây thấy được á, dễ thương. Mong là hai đứa cho nhau cơ hội. Em gái thấy làm sao? Dạ, xin chào hai MC của chương trình và xin chào tất cả mọi người. Chị gái rất là dễ thương. Thì đến với chương trình này thì đã là cái duyên rồi. Thì mong hai anh chị sẽ trao nhau cơ hội. Sau chương trình này sẽ là hẹn hò. Đó là ý kiến người thân, còn quan trọng là hai bạn gặp nhau, trò chuyện để xem mình có duyên có phận với nhau hay không nha. Mở rào. Đàn gái dễ thương lắm đó. Chinh phục đi em. Đó, đó, đàn gái nè. Rồi ngồi xuống các bạn nhảy. Bùa yêu sao? Bùa yêu liền. Bùa yêu nè. Có thể nhảy luôn. Bạn trai bối rối choáng ngợp đúng không? Bắt đầu thầy đến với chương trình thì mình có một cái quà gửi tặng bạn. Chúc bạn thật là hạnh phúc. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là quyển sách mà em đã lựa chọn. Cái nó có tựa đề là hạnh phúc là do bạn lựa chọn. Với cái thông điệp em đưa ra đây gửi cho anh là em mong anh sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình, dù có thể là em hoặc không phải là em, thì vẫn mong anh tìm được hạnh phúc cho mình. Cảm ơn bạn. Trên cái bó hoa mình có một cái thiệp. Lấy dạ. Cái này là cái cành 2 mét mình thắt, nhưng mà do thời gian gấp rút quá mình không có làm kịp này gửi tặng. Cái này mình hẹn cái một dịp nào đó gần nhất mình sẽ gửi tặng riêng cho bạn cái này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi
Bây giờ bắt đầu coi mình cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình nhìn bạn thì mình thấy cảm giác rất là hồi hộp. Một cái gì đó gọi là sâu xuyến trong tâm hồn. Còn về em chia sẻ một xíu nha. Cái lúc mà cái rào kéo ra, em thật sự là có sự bối rối. Khi em nhìn thấy anh lúc đầu em cảm giác nó ngoài sức tưởng tượng của em. Hãy nói cho nhau nghe về những tật xấu của mình cho hai bên hiểu luôn. Điểm xấu của em nữa là do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha, cái này nguy hiểm nha. Lỡ mà có nhậu sai cũng hơi rắc rối à. Rồi bạn nam, khi bạn gái mình xinh quá như thế này á thì cảm xúc của mình có lo lắng không? Nói chung ai trong người đều có một cái máu ghen cả. Cái ghen là một cái nghệ thuật. Ghen để làm cách nào mà cái phản ứng của mình mà làm người ta vui và giữ được người đó, chứ không ta không phải dùng ghen một cái gọi là bức xúc bột chột để làm rạn đứt cái tình cảm đó. Trước khi bấm nút thì hai bạn có thể cùng nhau nhảy một bởi vì bạn nữ rất là yêu thích khiêu vũ, nhảy múa. Đúng rồi, anh có thể khiêu vũ cùng em một vài bước, không cần nhiều đâu. Mình thì tham gia thì được, nhưng mà cái này khiêu vũ mình không biết, chỉ thì mình làm được. Sao em dìu ảnh đi được rồi đúng không? Được, cứ được, cái này được, cứ nhạc lên là nhảy. Rồi tay đặt sao? Chỉ bằng tay, để tay đi. Anh phải để tay em. Dạ. Cho em xin cái tay bên kia anh đưa lên giống em. Vô đi. Anh bước lùi em bước tiến nha. Một chập, hai chập, lùi lùi anh tiến em lùi. Ba. Bốn. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dễ thương. Rồi là chuẩn bị bấm nút thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Từ nãy tới giờ chúng ta trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau thì Thư nghĩ là các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Các bạn hãy cứ thành thật với con tim mình. Nếu thực sự đó là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không bấm nút thì không sao cả. Chúng ta sẽ nhường cái cơ hội của mỗi người lại cho những người khác. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng thì bấm, không đúng không cần bấm. Và 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. À, em nghĩ là cái rung động bắt đầu, lúc ban đầu rất là quan trọng. Thì em cũng có cái sự cảm mến anh lúc đầu. Nhưng mà để cái trái tim em có sự rung động á, thì em nghĩ là em chưa đạt đến mức đó, với cả là không biết. Không sao cả, không sao cả. Nói chung là bạn đang sống rất thật với cái sự rung động của con tim mình, có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Chúng tôi rất là trân trọng điều đó. Bạn trai có thể nói một cảm xúc của mình trong lúc này với bạn gái. Nói chung là cảm ơn. Em cũng rất vui được biết anh. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta có thể là bạn với nhau. Đúng không rồi. Sao cả. Món quà của bạn gái hay giữ lấy làm kỷ niệm. Bó hoa kia của chàng trai tặng đó, giữ lấy, mình làm một ký ức rất là đẹp trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Mời Lan Anh. Rồi. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp. Chưa gì mà tính chị ăn hiếp người ta rồi. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Rồi gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Mời đàn trai ra trước nào. Wow. Chào em đàn trai. Ngồi đi em. Rồi, đàn trai xuất hiện rồi hen. Mời xin mời gái. Bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn gái phía bên kia, cùng quý vị khán giả. Em xin sự giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp anh. Làm nghề gì? Em làm chuyên viên môi trường. Bây giờ mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè.
Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư. Chào cưng. Và chào bạn trai bên đó và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Như. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên cầm tang của nệm cưng cưng. Quê là ở đâu em? Dạ, gốc là ở Nghệ An, còn sinh ra thì ở Bình Phước anh. Bình Phước luôn? Dạ. Rồi, dễ thương quá. Bây giờ là hai bạn còn rất là trẻ, mới 26 tuổi, cùng tuổi luôn á. Dạ. Ha. Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ cùng kết nối với nhau để tiến hơi xa hơn ha. Bạn trai, dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là chu đáo, nhiệt tình, tỉ mỉ. Bên cạnh đó em cũng có nhược điểm xíu, đó là không biết nấu ăn. Mà lâu lâu thì cũng hơi làm biếng chút. Hơi lâu lâu cũng hơi làm biếng, không biết nấu ăn sao. Dạ. Lúc mình nấu thì mình quen thôi. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ thì em có ưu điểm là cũng vui vẻ, hòa đồng. Rồi hơi tăng động tí. Sao tăng động nó vui mà em, cuộc sống mà đôi khi phải tăng động xíu cho nó quên đi. Dạ. Những cái mệt nhọc muộn phiền trong cuộc sống em ha. Dạ. Nhưng đừng tăng động từ sáng đến chiều là được rồi. Tăng động quá không được anh. Với lại là anh bên kia thì không biết nấu ăn nhưng mà em biết nấu ăn. Dạ. Giỏi. Em nấu món gì ngon nhất? Dạ mấy món bình thường thôi anh. Kho cá hoặc là kho thịt, nói chung là mấy món kho. Nấu canh thì có thể là canh chua, canh rau ngót nấu với thịt. Ủa vậy tính ra biết nấu cũng nhiều mà, kho cá. Trời ơi, giờ dễ muốn nấu ăn lên Google khó là nấu được luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Dạ, em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm. 3 năm, thì sao chia tay? Lúc đó em cũng mới ra trường thì em cũng tập trung vào công việc, với lại cũng dành nhiều thời gian để đi học lên cao học nên cũng ít thời gian quan tâm tới em. Tức là chưa có thời gian quan tâm, tập trung vào sự nghiệp trước. Em học cao học xong chưa? Dạ còn 1 năm nữa xong. 1 năm mới xong cao học hả? Chúc mừng nha, dạ, giỏi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mối tình mới và đi đến gọi là kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi đó. Là gái nhà ha. Như em sao? Em tình yêu sao nè? Chưa có mảnh tình nào vắt vai hết chị. Trời chưa ơi. Chưa yêu ai lần nào? Dạ. Nắm tay ai chưa? Nắm thì mấy event hay chơi trò chơi thì có nắm chứ chị. Không, mình đâu tính vậy được. Em có thích ai không? Hay có crush hay là tình đơn phương gì không? Không chị. Không luôn? Dạ. Không có tình đơn phương luôn? Dạ không. Vậy là chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Dạ. Tức là trước giờ chưa có cảm xúc lung lay gì với trước ai luôn? Dạ chưa. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Trời, gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Em thế nào là trai đẹp em? Cỡ Lee Minh Hu hay là Noo Phước Thịnh? Trời ơi, cái đó là cực phẩm luôn rồi em. Ví dụ tiêu chuẩn nhanh Quyền Linh thì em nghĩ đẹp không? Ừ, chắc cũng được á chị. Nói chưa, anh Linh hồi trẻ, anh Linh soái ca lắm luôn á. Quá lứa lỡ thì rồi. Rồi, để coi chàng trai nè. Thôi, đẹp trai giống như... cũng hô hô ý là Lee Minh Hô gì chứ bộ giỡn à. Ôi cũng giống Lương Thế Thành nè. Đúng rồi mặt giống Lương Thế Thành, để tóc cũng giống nữa, trắng trắng lên nữa là giống. Ôi có cái mũi đẹp quá, cái mũi chất lượng dễ sợ. Cảm ơn chị. Ừ, cái sói ca này cũng cỡ sói ly sói ấy lên chứ đừng giỡn. Vậy là đã từng có một mối tình đúng không? Dạ. Vậy là chắc nắm tay yêu đương rồi không thích là có hết rồi, có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm sẽ chỉ cho bên kia. Đúng rồi, chứ bên đàn gái nhà chị là chưa có kinh nghiệm gì hết. Dạ. Sau đó là mình không có say nắng hay là cảm thấy thích ai nữa hay sao? Dạ đúng rồi chị. Thì sau đó thì em đến nay cũng chưa quen ai. Nói chung là cũng sợ quen một ai đó thì sẽ không đến được với nhau, lại đổ vỡ một lần nữa thì cũng sợ. Tập trung vô học cao học. Dạ. Em học cao học, em ngành gì? Học ngành gì? Dạ, quản lý tài nguyên môi trường. Bảo vệ tài nguyên môi trường đó, quản lý luôn. Tốt đó. Khoảng bao lâu nữa là em phải bảo vệ luận án của em? Dạ, khoảng 1 năm nữa chị. Ồ, nếu 1 năm nữa tập trung học hành rồi yêu đương rồi học được không? Có chắc tình yêu sắp xếp được chị ạ. Chị rất là cảm tình với gương mặt của em. Em nói chuyện cũng hết sức là hiền nữa. Chị là chịu rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Thằng trai người ta ngon lành, dễ thương, Lee Minh Hút. Nó nói chứ là dễ thương lắm á. Nhìn cái mặt con rất hoa hậu luôn. Dễ thương cực. Nãy giờ nhớ tên không vậy? Trời ơi. Gì? Không, má không nhớ tên. Em có nhớ tên thằng gái không? Tên gì? Tích Như ạ. Nói lớn đằng trai cho bên đó nghe lại coi. Dạ em tên là Trịnh Minh Hùng. Thấy chưa, Hùng. Dạ. Bên đây Hùng, bên kia Như. Như Hùng. Trời ơi tên hay. Thằng gái quê Bình Phước hả? Dạ. Rồi quê huyện nào? Dạ thị xã Bình Long. Thị xã Bình Long. Dạ. Bên đây Bình Phước ở đâu? Em ở huyện Hớn Quản. Gần không? Dạ gần anh. Sát bên ha. Dạ. Vậy là hợp lý rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Ưa nhìn,
cao hơn em một cái đầu, không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp? Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Đây dễ thương lắm. Được không em? Nghe này. Được. Hiền khô hỏi gì cũng gật đầu hết trơn á. Em bị dị ứng với thuốc lá nên bên này chắc không hút rồi, nhìn cái mặt biết không hút thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hút thuốc cái răng đen thùi lôi à. Này răng trắng tươi à. À với không nhậu, nghiền nhậu á. Đây không có nhậu. Có say. Nhìn mặt á là rất là tươi tỉnh, còn nhậu mặt lờ đờ. Có nhậu không? Dạ không. Thấy chưa? Chỉ có là lúc mà đối tác hay là bạn bè cũng nên uống một hai ly, nhưng mà nếu có say thì phải say ngoan. Đã say mà còn say ngoan nữa. Say là về ngủ thôi đúng không? Đừng quậy đúng không? Dạ đúng rồi. Khó lắm. Say khó kiềm chế lắm. Rồi anh thấy đàn gái cũng dễ thương xinh xắn, đàn trai cũng hot boy. Hình mẫu lý tưởng cưng muốn là sao nè? Mắt da trắng, cao thì cũng tầm 1m55 trở lên, cũng biết nấu ăn, tóc thì có thể nhuộm mà không nhuộm cũng được, nhưng mà không được xăm mình. Ta xăm chơi chơi chút, ví dụ xăm ngay trán hận đời thì kia là được không? Dạ, không được. Bất kỳ luôn, hình xăm nhỏ nhỏ cũng không được luôn hả? Xăm ví dụ xăm họa tiết nó nhỏ nhỏ, họa tiết nhỏ nhỏ thì được đúng không? Chứ mà xăm có gì đâu, mốt về lỡ hai đứa thành đôi về xăm tên nhau. Rồi tên tay này kia dễ thương mà không? Đừng có xăm hận đời ngay trán. Anh thấy bên kia cũng ổn á, coi coi gia đình hai bên có ý kiến gì không? Như, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với ba, cùng với ba người bạn đồng nghiệp của em. Dạ, con chào bác, con chào ba của bé Như. Rồi, xin chào dạ, chào hai bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Thì, tôi là ba của Như. Dạ. Như thì suốt đời là hẳn chỉ có ăn học thôi, tập trung ăn học chứ không... không chơi. Không chơi bời chi. Nó siêng lắm, nó siêng học, nó cùng định học đến cao học tôi cũng cho. Dạ. Cho nên nó cuối cùng nó không học, nó tính là nhút nhát. Cho nên hẳn là coi như ba mẹ là dù thì thôi, yêu đứa nào đó yêu đứa mà coi như là thành vợ thành chồng đi, mà nó nhút nhát, nó không yêu ai cả. Dạ. Nó cứ là đời đang chưa mà có cái chương trình hẹn hò này cái con thể hợp được cái mai mối anh Quyền Linh về Nam Thư là coi như là nếu mà mai mối được thì tôi này là rất dạ luôn. Tôi thấy đấy là coi như cũng về phía là thằng rể tương lai rồi. Là rất đẹp, tốt, coi như được. Trời ơi, chiêu. Hay quá. Cảm ơn. Cuối cùng là xin là chào MC Quyền Linh về là Nam Thư. Dạ. Và toàn tất cả là trong là coi như hôn trường, trong là coi như là Khảng Phong. Chương trình hôm nay. Dạ. Là coi như sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. À, cảm ơn gia đình mình. Nhưng mà em tới với chương trình này á là ai em tự đăng ký hay là người thân mình đăng ký cho mình tham gia? Dạ mẹ em bắt em đăng ký. Mẹ kêu là ế lắm rồi, cỡ độ tuổi của mẹ là có chắc hết rồi. Mẹ nôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ bắt đăng ký. Bởi vì mẹ nó là không thể đi được mà tôi phải đi. Đi để nhìn thằng Lệ tương lai. Đó. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Rồi mời đàn trai. Dạ, xin kính chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tôi tên là Phạm Mai Duy Thông, hiện đang là phó giám đốc chỗ công ty Hùng đang làm. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Chia sẻ với lời bạn nữ luôn là Hùng có rất nhiều tài lẻ. Những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra thì Hùng có đầy đủ hết. Anh nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có một cái duyên để tiến tới cái con đường dài hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuẩn bị tâm lý nha Hùng nha. Gặp bên đàn gái. Bắt đầu đi Hùng. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Bên kia có quà tặng lại kìa. Đây đây. Lợi nhận đây. Đi, lợi nhận quà. Kìa, em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Hai đứa nó rụt rè quá trời quá đất luôn rồi đó. Thôi, mình ngồi mình nhìn thẳng vô nhau nè. Thấy người đối diện sao không trai Hùng? Dạ, thấy bạn cũng cao ráo, dễ thương. Dạ, sao? Em cũng hơi run. Như thấy Hùng sao? Dạ thấy ơn nhìn cũng cao. Với lại sao? Em hơi run tí. Hơi run đúng không? Gặp trai rồi run á.
Nè, cái món quà tặng trời đẹp quá. Để ly minh hu hay gì ai nè. Hô hô. Biren. Biren hả? Dạ. Biren với ai? Biren với Kim Tae Hee. Kim Tae Hee. Hả? Kiki hả? Trời, ta nữ minh tinh Kim Tae Hee qua anh Linh thành Kiki, chán ghê luôn á. Nghe thông thường từ Kiki. À, hình này đẹp quá nè, thấy không? Trời ơi, cái này mà để hình hai đứa lên đẹp lắm nè. Em tặng này có ý nghĩa gì không vậy Như? Nếu mà hai đứa hợp nhau á thì cùng nhau xây một gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà lỡ may mà... Thôi khỏi, đoạn đó đừng, phải đừng nói. Lỡ may, đừng em, đừng. Đoạn đầu thôi, đoạn đó không có lỡ may, mình đừng nói xui ha. Rồi. À, cho mình hỏi là mày có quan... À, anh em đi trời. Cho anh hỏi. À, cho anh hỏi là em có quan trọng vấn đề là anh đã từng quen hai người trước đó hay không? Dạ không anh. Em thì không chưa quen ai hết nên trong tình yêu cũng không có biết gì á. Thì nếu anh trải qua rồi thì có thể chỉ em được. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn. Bây giờ là mới gặp lần đầu tiên còn ngại ngùng ha. Bây giờ mình hát cho nhau nghe. Đúng đi rồi. Cho nó thoải mái đi. Ai không? Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hay quá. Hả? Tới em gái đi. Em xin giả giọng một giọng thôi nha. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà. Chị A Tuệ ơi, chị A Thể, chị đừng có bỏ em. Em thương chị lắm. Bà đừng có, bà đừng đuổi chị A Thể đi mà bà. Trời ơi, dễ thương. Mai mốt mà nó đi làm về á, nó mệt á. Anh đừng bỏ em, anh ơi, nấu cơm em ăn. Làm mệt lắm á nha. Còn giọng nào nữa làm luôn đi. Thôi cho em hát. Rồi hát đi cưng. Ôi tuổi xuân mộng mơ, tháng năm danh dương mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thân hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn, vàng vào nhớ thương nào dời. Rồi, được rồi. Hay quá. Cái hai đứa là về tập hát được rồi đó. Không, tại sao hồi nãy em lại hỏi Như cái về vấn đề người yêu cũ bị... có vấn vương gì không? Dạ không, bởi vì thì em sợ là ví dụ như là quen người mới thì mình có quá khứ đã từng quen người trước rồi thì có thể là bạn đó có thể là ngại về mà vấn đề đó. Khi mà có bạn gái mới, những cái gì đó chúng ta phải xóa đi. Chúng ta phải cho nó lui về ký ức nha. Ừ, vậy nếu mà đã quên người cũ đúng không? Đã quên cũng lâu rồi, lý do gì vẫn để avatar người yêu cũ trên Facebook? À, thì em nghĩ đó là những kỷ niệm của mình thì mình không có quan trọng vấn đề đó thì mình không... Nhưng lúc đó chưa có bạn gái. Dạ. Nhưng nếu sau chương trình này về thì sao? Dạ. Chắc là... em sẽ thay đổi. Đúng rồi. Rồi còn em? Em nghĩ như thế nào? Ví dụ như là bây giờ ảnh hết yêu, chia tay rồi, nhưng mà ảnh vẫn còn giữ hình người yêu cũ vậy thì em thấy làm sao? Quan điểm của em là phải rõ ràng. Chia tay rồi á thì nên chấm dứt, coi nhau là bạn thì lâu lâu có thể gặp mặt nhưng mà cũng phải nói với em tiếng. Dạ. Còn cái gì về mà hình ảnh cũ là nên xóa nhòa đúng không? Dạ. Cũ là cũ, mới là mới ha. Dạ. À, tại sao Thư lại hỏi kỹ như vậy? Vì dù sao Như cũng chưa bao giờ bước vào tình yêu, như nói rồi rất là dễ thương, em chưa biết gì về tình yêu, có gì anh chỉ em thêm. Thì cái cảm xúc của cô gái này rất là còn nguyên vẹn, rất là dễ mong manh, rất là dễ đổ vỡ, rất là dễ bị tác động nhiều thứ. Nên mình thật sự phải khéo léo một tí nha. Và phải đâu, chắc là lúc đó chưa có lên gặp cô này. Nhưng mà sao chắc chắn sao gặp cô này thì không có hình gì nữa trơn á. Để hình tôi với lại Nam Thư. Vậy còn anh, ví dụ anh hết yêu, anh có để hình yêu với cũ anh không? Không, dễ gì dám. Thiệt, em mà hết yêu là em vẫn để hình người yêu cũ. Mà xong em Photoshop em gắn vô con dao vô nữa. Hiểu không? Ghê quá. Rồi, thôi bây giờ hai bạn mình nói về cảm xúc của nhau đi. Mình tính về chuyện tương lai rồi mình hẹn hò như thế nào. Khi mà xác định được một mối quan hệ là em sẽ xác định đến cuối cùng luôn. Em thì tính hơi con nít tí xíu,
lâu lâu thì cũng hơi bị tăng động tí. Nên mà nếu có lúc nào mà em có tăng động quá thì nếu mà mình có quen nhau á thì em hy vọng là người yêu của em sẽ kìm em lại. Với lại là em cũng không có biết nhậu á, mà nếu mà có lỡ mà có uống một hai ly á thì em hơi kiểu như là khóc, tự nhiên khóc hay là đứng ở đâu đó hát á. Thì em cũng mong là nếu người yêu mới của em sau này á kìm em lại. Nếu như hai đứa mình mà có cơ hội mà đến được với nhau thì mình sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của bạn. Qua chương trình này anh cũng có cơ hội được gặp em, thì anh cảm nhận em cũng là một con gái rất là dễ thương, xinh xắn. Thì qua ít phút của chương trình này thì anh nghĩ là cũng mình chưa có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ, thì nếu như có cơ hội thì sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em thấy anh phù hợp với mấy tiêu chí của em á. Với lại là em cũng muốn sau chương trình này cũng có cơ hội để gặp anh. Thì quá, hết thời gian. Hết thời gian nha. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy kiểm tra lại con tim mình một lần nữa. Nếu rung động và biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó, mình hãy bấm. 3, 2, 1, hết thời gian. Sao xanh lè vậy? Sao xanh lè vậy? Hả? Hồi hộp quá vậy? Rồi, hết thời gian rồi. Sao vậy Hùng? Em cảm thấy con tim mình nó chưa có rung động. Hùng chưa rung động? Dạ. Yeah. Còn Như sao Như? Dạ, em cũng thấy chưa có rung động. Rồi hai bạn nói tôi cứ tưởng đâu bấm hết á. Thật sự em bị bàng hoàng. Anh cũng bất ngờ, anh nghĩ là kỹ thuật không có được thôi. Cuối cùng thì hai bạn đều quyết định là không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái quyết định của các bạn. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn vẫn thành thật với lại cảm xúc của mình. Chính xác như khi mình đứng ở đây, xin gửi tặng cho các bạn, đây là phần quà tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Vẫn là những cái kỷ niệm của các bạn, hãy giữ lấy để chúng ta nhớ một ngày nào đó chúng ta đã tham gia bạn muốn hẹn hò. Khung hình này không gắn được hai đứa rồi, vậy thì có thể gắn một người khác. Giữ lấy làm kỷ niệm Hùng nhé. Hy vọng là một ngày nào đó các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Thôi. Cảm ơn Hùng. Dạ, cảm ơn. Và em. Ây da. Ây da. Thật là buồn, hôm nay là một ngày không đẹp lắm. Hai cái vé xem phim vẫn còn đó. Câu chuyện tình yêu chưa viết hết. Nó vẫn còn dang dở. Như thế mới là tình yêu, như thế mới là cuộc sống. Đâu phải bạn hẹn hò lúc nào cũng có thể mai mối thành công đâu. Tùy vào duyên phận. Như vậy mới là thật sự là cái tính thực tế của bạn muốn hẹn hò. Lý do về quê xong mình muốn theo về quê luôn nếu mình yêu. Em thì hiện tại thì bố mẹ với anh chị trong gia đình ở trong này hết rồi anh ạ. Thế nên là không có theo bạn gái về. Nghĩa là xa mà cách lòng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. À... đàn trai lúc nào cũng chung thủy thôi. Trời ơi, làm như vậy mà cái tỷ lệ ngoại tình rất vào đàn ông là rất nhiều đó chứ. Phải không? Thì cái cô này đúng không em? Đó bên này. Khi mà mở ra thì anh lại thấy cả thanh và cả sắc không viện toàn ạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Nam Thư, em chào anh Quyền Linh, rồi, cùng tất cả em. Khán giả trong trường quay. Khoan, mình ngồi xuống đã, đợi bạn Nam ra đã nha. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi em. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trang, em đến từ Quảng Bình, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng ạ. Em làm công việc ở đâu Trang? Dạ em làm công việc ở quận 12 này ạ. Làm cái gì Trang? Dạ là bên nhân viên văn phòng kế toán ạ. Nào mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia, và cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay, và cùng toàn thể quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Em tên là Phạm Đình Hoàng, năm nay em 27 tuổi và đang công tác tại công ty Mai Linh. Em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Hải Dương anh ạ. Hải Dương hả? Dạ. Rồi bạn gái nói chút về khuyết điểm và ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là ăn nhiều ạ. Ăn nhiều.
Với lại em có tiếng tự lập từ nhỏ. Nhược điểm của em là dễ khóc, dễ tin người ạ. Mời bạn trai mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là chăm chỉ, siêng năng và có chí tiến thủ trong công việc, có thể làm các công việc trong gia đình, nói chung là mẫu người đàn ông của gia đình. À, dạ. Em dạ, có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình là chính thức anh ạ. Mối tình lâu nhất của em là bao nhiêu năm? Dạ mối tình lâu nhất của em là gần 2 năm anh ạ. 2 năm. Lý dạ, do tại sao chia tay? Dạ vì bạn gái có lý do đặc biệt về bên gia đình, thế nên là hai bạn không thể tiến tới đi xa được anh ạ. Lý do gì? Lý do gì là đặc biệt? Lý do mà bạn ấy phải về quê mà chăm sóc bố. Lý do về quê xong mình muốn theo về quê luôn nếu mình yêu? Em thì hiện tại thì bố mẹ với anh chị trong gia đình ở trong này hết rồi anh ạ. Thế nên là không có theo bạn gái về. Nghĩa là xa mà cách lòng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy con Trang, tình trường em sao nè? Dạ em có một mối tình ạ. Mối tình đó là mình quen trong bao lâu? Dạ gần 3 năm. 3 năm rồi sao chia tay? Dạ hai đứa không hợp. Dạ là người ta lăng nhăng ạ. À, yêu bao lâu thì em mới phát hiện ra đối tượng kia lăng nhăng? Dạ yêu nửa năm là phát hiện ra. Xong rồi em tha thứ rồi người ta lại tiếp tục lăng nhăng ạ. Xong rồi em quyết định thôi dứt. Khuyết điểm của em dễ tin người là hoàn toàn chính xác. Dạ. Không nhưng mà thật sự phụ nữ mà khi mà yêu thì cái sự mà tha thứ nó khủng khiếp lắm, bỏ qua được tất cả. Vậy thì cái mẫu đàn ông hiện tại bây giờ em mong muốn là gì? Dạ cái mẫu đàn ông hiện tại của em mong muốn là thủy chung, trung thực. Em có mẫu hình lý tưởng nào không em gái? Dạ không, em không có mẫu hình lý tưởng nào hết ạ. Rồi còn bạn trai, bạn muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng bạn gái của em là một người con gái dễ thương và... Gái nào cũng dễ thương và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Ừ. Có một công việc ổn định. Ba cái đó cô gái em kia có hết, tôi chưa coi mắt mà tôi biết có hết rồi đó. Còn gì khó hơn nữa không? À, khó hơn thì là nếu mà được thì là mẫu người phụ nữ của gia đình. Gia đình. Mẫu người con gái nào cũng hướng tới gia đình hết mà. Ừ. Mình không thể nào nói chung chung dạ, thì được. Chị ạ. À, chào cưng. Dạ. Không có nói chung chung được. Mình phải thực sự biết cái mẫu người mình muốn là gì. Dạ. Ai cũng có một cái mẫu chuẩn riêng hết. Dạ. Về ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị ạ. Ừ. Dạ. Rồi làm văn phòng hả? Dạ vâng ạ. Trong văn phòng chắc cũng nhiều bạn đồng nghiệp xin gái chứ hả? Dạ hiện tại văn phòng của em đang làm thì là đa số là có gia đình hết rồi chị ạ. À. Dạ. Nói chung mẫu của đàn ông ở đây là quan điểm là về gia đình thôi là được rồi. Dạ. Bên đây là hiền từ lắm, không có yêu cầu gì cao đâu. Em chung thủy không? Dạ chung thủy chị ạ. Thấy em hiền. Tự khẳng định câu nói với bạn thân mình là chung thủy đúng không? Dạ vâng đúng rồi. À. Đàn trai lúc nào cũng chung thủy được. Trời ơi làm như vậy mà cái tỷ lệ ngoại tình rất vào đàn ông là rất nhiều đó chứ. Phải không? Thì cái cô chính này xác. Đúng không em? Đó bên này đã gặp một người đã từng ngoại tình nên bây giờ cái gì cái đầu tiên, cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải chung thủy. Bao chung thủy, tôi thấy đàn trai đây hiền rồi đó. Bao chung thủy. Để qua coi đàn gái thế nào nha em trai. Dạ. Ô, thấy rồi, dễ thương quá. Em trai bên đây cũng hiền từ lắm, mặt cũng rất là sáng ha. Vấn đề chỗ là gì? Em lo không chung thủy hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ thí dụ như một người đàn ông chung thủy, theo em nhìn họ là người thế nào? Cảm nhận của em là người chung thủy là họ biết quan tâm, lúc nào cũng lo lắng cho mình, lúc nào mình cần thì người ta cũng sẵn sàng với bên cạnh mình. Cũng chưa chắc, có những người rất quan tâm, rất lo lắng, nhưng đôi khi không chung thủy nữa. Không, vậy thì phải thêm một chi tiết nữa em. Là người đó luôn rõ ràng về các mối quan hệ. Và các mối quan hệ à. Em không thích cái tính gì của đàn ông? Em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc, có không? Dạ không anh. Không có. Không thích con trai ở dơ. Có dơ không? Sạch sẽ không? Sạch sẽ chứ. Dọn dẹp trong nhà sạch sẽ không? Ok hết anh. Đó thấy chưa, trời ơi. Thằng trai ngon. Thôi anh thấy cô gái dễ thương đó em trai. Hôm nay Trang tới với chương trình em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Dạ em chào chị ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và tất cả mọi người ở trường quay à. Ừ. Em tên gì, mình giới thiệu. Dạ, em tên Nhi à. Em cảm nhận như thế nào về bạn trai bên kia? Dạ, bạn trai bên đây thì em thấy hiền, nói chuyện nhẹ nhàng. Đẹp trai không, đẹp trai dạ, không? Đẹp trai à. Có thấy dạ, hợp với Trang không? Dạ, em thấy cũng hợp với bạn Trang. Bạn Trang thì tốt bụng, dễ gần. Theo em thì hai bạn nên bấm nút hẹn hò chứ hả? Dạ, hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Em thấy hai bạn có nhiều điểm hợp nhau. Ừ, rồi, cảm dạ, ơn em. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với anh trai và chị gái nha. À, anh trai, chị gái, mời đại diện đàn trai đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC dạ, Nam Thư cùng dạ, toàn thể quý vị khán giả. Tôi là Hào, anh của Hoàng.
Trước hết thì tôi cũng xin nói với bạn gái về tính cách của Hoàng á, thì Hoàng có những cái ưu điểm. Cái thứ nhất là sống rất là nhiệt tình, chăm chỉ. Bên cạnh đấy, nếu mà nói về vấn đề chung thủy á, thì bạn gái hoàn toàn yên tâm. Thế là tôi khẳng định cho cái điều đó. Hoàng ạ, em gái bên này thì cũng nhỏ nhắn, dễ thương. Thì nếu mà qua cái chương trình này mà hai em có bấm nút để hẹn hò thì đây là một cái cơ hội cho em đấy. Anh nhất. Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ, cảm ơn anh. Thấy, em gái tin chưa? Khẳng định của anh trai luôn. Chung thủy nha. Mà em thấy hai bạn này hợp, hợp từ cái tên là hợp rồi. Đứa Trang, đứa Hoàng, về Trang Hoàng. Được á. Mở rào cho Trang Hoàng gặp nhau nè. Lần tên gặp mặt anh có bức quà tặng em à? Anh em món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em ạ. Chào em ạ. Em chào anh. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Xinh xắn. Trước khi hàng rào mà chưa mở ấy, thì anh có cảm nghĩ là cái giọng của em rất là dễ nghe và dễ gây thiện cảm. Khi mà mở ra thì anh lại thấy cả thanh và cả sắc đều vẹn toàn ạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em có hay đi chơi không ạ? Dạ có. Khi mình quen nhau thì không biết em sắp xếp được những buổi nào trong tuần? Dạ, nếu mà được thì em cũng có thể sắp xếp em, tại em đang học tiếng Nhật á. Em gái thấy chàng trai thế nào? Dạ, em thấy bạn trai cũng dễ gần, hòa đồng, cũng ngoại hình cũng được ạ. Cảm ơn em. Em thì hát không có hay, nhưng mà đến với chương trình thì em cũng tặng bạn gái cùng chương trình một đoạn bài hát do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Bài hát mang tên Thao Thức Về Em ạ. Trời ơi. Em ơi, suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi, nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là được mãi mãi gần em. Hay quá, dễ thương. Đến đây thì chương trình tạo điều kiện cho chúng mình gặp nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Thì anh hy vọng chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để anh có thể tìm hiểu, hợp nhau thì tiến xa hơn. Dạ. Thế thì... Thì sao? Bây giờ nói thật nè. Em thích điều gì nhất ở cô gái đối diện? Dạ, xinh xắn à. Cái gì ấn tượng nhất? Ấn tượng nhất có giọng nói truyền cảm. Dạ nhiều lắm chị. Em ấn tượng với ảnh là gì? Em thấy khuôn mặt cũng phúc hậu ạ. Anh hiền lành nữa ha. Hiền lành. Hai đứa nếu như mà đăng ký kết hôn với nhau thì chúng ta sẽ tính tương lai thế nào? Nếu mà hai chúng mình hợp nhau thì khoảng một năm có thể tiến tới hôn nhân. Tiền bạc về kinh tế ai giữ? Tiền bạc thì em không phải là người giữ tiền bạc giỏi, vậy nên sẽ để phụ nữ giữ sẽ tốt nhất ạ. Quan điểm con cái trai gái nói luôn đi. Con cái thì là trời cho đấy, là trai gái đều được hết ạ. Hết thời gian rồi. Hãy cảm nhận đây là giây phút chúng ta trao duyên với nhau, bấm nút bằng cả trái tim của mình nha. Chúng ta cảm giác rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Có bấm không? Thì nắm tay nhau đi. Trời ơi, nắm trước rồi. Xin phép bên đàn gái mình hung cái hung đầu tiên. Dạ, em xin phép chị ạ. Cho... cho em gì? Anh xin phép em hung cái. Trời ơi, nghe cái chắc luôn vậy đó. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn.
Rồi, xin chúc các bạn sẽ sớm có tin vui nha. Rồi, mời các bạn.